Xin được thân ái gửi lời chào mừng tất cả quý vị đến với chương trình Đàm luận Thế sự thuộc hệ thống Kali Today. Kính thưa quý vị, trong tuần lễ vừa qua, chúng tôi cũng đã nói đến một cái sự kiện đang xảy ra ở bãi Tư Chính, bãi san hô, nó nằm ở cực nam của đất nước Việt Nam. Báo chí thế giới đang nói nhiều về những hành động của Trung Cộng quấy rối đối với Malaysia cũng như Việt Nam. Và một số cơ quan truyền thông hải ngoại đã lên tiếng và cũng đã nói đến những cái chi tiết rất là cụ thể cho tất cả đồng hương, đặc biệt là người Việt trong nước, theo dõi những bước tiến của Hải quân Cộng sản Việt Nam đang đối đầu với Hải quân của Trung Cộng và những tàu hải giám của Trung Cộng đã tới với cái nhân danh là dò xét địa chất, nhưng thực chất là họ có những cái âm mưu phía sau. Thưa quý vị, cái điều đặc biệt là một sự kiện lớn lao như vậy, nền báo chí dòng chính của đất nước Việt Nam vẫn không có những cái thái độ phản ứng, cũng như không có những cái thông tin chi tiết để người dân có thể nắm bắt được những gì đang xảy ra trên địa đầu của Tổ quốc. Thưa quý vị, đây là những vấn đề mà chúng tôi nghĩ rằng nó vượt qua khỏi cái ranh giới của đảng phái, mà nó phải là một cái sự kiện của cái sự lâm nguy mà đất nước phải đối phó. Cho nên cái chuyện này nó không giao khoáng cho đảng Cộng sản để mà giải quyết, hoặc là cho một nhóm người với những cái quyền lợi riêng tư giữa hai đảng. Mà đây là cái trách nhiệm của toàn dân. Mà toàn dân không biết, toàn dân không hiểu, và toàn dân cũng ở trong một cái tình trạng bị che lấp những cái thông tin, thì đây là một điều quá thật, rất là đáng phải lên án. Do đó, trong chương trình Đồng luận Thế sự ngày hôm nay, chúng tôi xin mời gọi tất cả quý vị, và đặc biệt những chương trình của chúng tôi hướng tới những người Việt của chúng ta không thấu hiểu được những cái sự kiện đang xảy ra ở tại cái bãi san hô được gọi là bãi Tư Chính, nó nằm sát trong cái địa phận của sự quản trị Bà Rịa Vũng Tàu. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng với chúng tôi nghe Nguyễn Xuân Nam, Tổng Giám đốc Hệ thống Truyền thông Truyền hình Kali Today, nói gì về cái nền báo chí trong nước và cái lý do tại sao đến giờ phút này họ vẫn ngậm miệng ăn tiền, hay là cái ngậm miệng đáng sợ đó nó nói lên điều gì với một cái thế trận mà dường như chúng ta không có sự ủng hộ của toàn dân thì dễ dàng chúng ta cũng bị mất đi những cái khí thế. Thưa quý vị, đó là những điều mà hôm nay chúng tôi muốn đưa lên trong cái chương trình để quý vị theo dõi tiếp những loạt bài về vấn đề cập nhật bãi san hô Tư Chính của đất nước Việt Nam đang lâm vào một tình trạng hết sức là nan giải. Và trước hết chúng tôi là Nguyễn Hồng Dũng, xin được kính chào quý vị và xin được trân trọng kính chào anh Nguyễn Xuân Nam. Chào giáo sư Nguyễn Dũng và trân trọng kính chào quý vị. Trong khi mà báo chí quốc tế đó, ồn ào lắm thì cũng phải ồn ào lắm, nhưng mà họ đề cập khá nhiều về cái cuộc mà đụng độ tại cái bãi Tư Chính. Chúng ta thấy từ những hãng tin lớn của Hoa Kỳ và thế giới như là Reuters, như AP, những tờ báo trong khu vực lớn của vùng châu Á Thái Bình Dương như tờ mà South China Morning Post, họ cũng đề cập, tờ Asia Times đề cập, nhiều tờ báo đề cập lắm. Những nhà học giả như ông Can Thayer của từ Úc Châu, chuyên nghiên cứu Việt Nam cũng lên tiếng. Nhiều người lên tiếng. Và đa số người dân tại hải ngoại, người Việt tại hải ngoại đều biết đến việc này. Nhưng mà khi mà tôi vô trong cái tìm kiếm cái thông tin trên cái trang báo Việt Nam trong nước đó, thì gần như im lặng toàn bộ. Một sự im lặng rợn người. Thì chúng ta biết rằng rất không khác, không khó hiểu. Bởi vì cái đảng và chính phủ chưa cho phép đăng, chưa cho phép khai thác vấn đề này. Thì báo chí của báo chí Việt Nam thì nó cũng nhiều cây bút rất là khá, xông xáo. Và đến cái độ mà người ta cho rằng nếu chỉ cần cho Việt Nam báo chí tự do thôi đó, thì bộ mặt Việt Nam sẽ hoàn toàn khác. Nhưng mà báo chí bị treo bút, đó là điều đáng buồn. Tôi mới chạy qua bên phía Trung Cộng, coi các trang báo Trung Cộng,
Kể cả thông tấn xã Xinhua.net của Trung Cộng cũng lặng tờ, cũng im lặng. Mình giật mình cái, tại sao cái yên lặng bất thường lớn như vậy trước một sự tình trạng mà người Mỹ gọi là stand off lớn vậy mà bình thường. Mà nó yên lặng như vậy, không bán tiếng nào đề cập. Kể cả Trung Cộng khi vào Xinhua thì mới thấy tóm tắt lại cái cuộc tiếp xúc của ông Tập Cận Bình đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, rồi ông Chủ tịch Quốc hội của Trung Cộng với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, và họ nói những chuyện mà phải nói là không nói không biết rồi, là nâng cao tình hữu nghị lên tầm cao mới, hợp tác lên tầm cao mới, rồi phát triển quan hệ hai chính phủ, đảng hai nước, dân hai nước theo những bậc tiền bối đã dựng ra này, đâu muốn những cái câu kinh Nhật tụng ngàn năm nay họ vẫn cứ lặp lại, coi như không có chuyện đụng độ tại Biển Đông. Thì chúng ta không thấy giật mình tí nữa, tại sao như vậy, tại sao nó yên lặng đáng sợ như vậy. Nhưng mà cái sự việc bây giờ, một số vị đã nghe giáo sư Dũng của chúng tôi trình bày trong bài trước và một số tin tức từ hải ngoại, và kể cả một số cái tin tức theo cái dòng mà dòng bề trái trong nước á, thì quý vị cũng biết được là có cái đụng độ này. Đụng độ như thế nào thưa quý vị? Là cái tàu Hải Giang DC-8 nó trước đây khoảng chừng cuối tháng 5 á, thì tàu đó cập cảng vào Hải Nam, quần đảo cái đảo Hải Nam, nhưng bây giờ nó lại có mặt trong khu vực này, trong khu vực bãi bãi 49 ở cực nam của Tổ quốc Việt Nam. Thì nó đi kèm theo đó, cái nhiệm vụ của nó như giáo sư nói đó, là nó để mà nó mapping, để vẽ bản đồ, để thăm dò địa chấn. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi. Báo chí thế giới không nói chuyện này. Họ có cái âm mưu khác. Âm mưu gì chúng ta sẽ nói thêm. Nhưng mà họ đi rất là rầm rộ. Có những chiếc tàu mà hộ tống, tàu khai thác biển hộ tống mà thuộc loại một trong những loại tàu lớn nhất thế giới này, hộ tống theo. Và cái chiếc tàu mà Hai Viên á, DC-8 này nó được hộ tống bởi 4 cái tàu cảnh sát biển. Trong đó có những tàu cảnh sát biển lớn. Và như vậy đó, bên phía Việt Nam theo đánh giá của CSIS là cái think tank của Mỹ, là 9 cái tàu hải giám Việt Nam là cũng bao vây, cũng tham gia vào cái stand off này, cuộc đối đầu này. Như vậy trên cái khu vực và bãi 49 đó, khoảng trên 10 chiếc tàu lớn, kể cả tàu địch và tàu ta, để mà dàn với nhau, ghềm nhau. Mà có những cái đoạn đó mà Dũng biết theo nữa, nó khởi đầu đó, thì cái tàu của Trung Cộng này họ tính đó, là tới ngày 3, từ ngày 2 tháng 7 họ đi trong 12 ngày, tới ngày 14, 15 tháng 7 họ hoàn tất cái nhiệm vụ của trong việc mà thăm dò địa chấn, vẽ bản đồ, đó là nhiệm trên miền bề mặt. Thì họ dẫn theo một loạt tàu mà tàu lớn á, mà hải giám theo á, thì có những tàu nó rất là tinh nghịch, rất là manớp, chơi những chuyện bên Biển Đông. Như này chúng ta từng nghe Mỹ nói là gì, là họ lái với tốc độ rất là nhanh, chạy cắt mặt các tàu hải giám Việt Nam và Malaysia. Thì hai chiếc tàu của Malaysia là tiếp tế cho những cái tàu khoan dầu và dầu khí của Malaysia ngoài khu vực này. Thì hai chiếc tàu của Malaysia đang tiếp tế vũ khí và supply thực phẩm, thuốc men này nọ, thì bị cái tàu này đó của hải giám Trung Cộng nó chạy cắt mặt chỉ có 80 thước, trong vòng 80 thước. Và Dũng biết trong 80 thước ở giữa biển có tàu lớn như vậy lạ lắm, thì có gì đụng vô cái rầm mà chắc chắn. Và cái hành động đó kiểu là nó bất chấp, nguy hiểm. Rồi đối với cái hai cái, nó còn không những đối với tàu Malaysia như vậy, đối với tàu Việt Nam cũng như vậy. Thì ở tại khu vực này đó, thì chúng ta biết là trước đây có những cái công ty dầu khí của Tây Ban Nha
được chính quyền Việt Nam ký hợp đồng khai thác chỗ này mà bị Trung Cộng đuổi chạy rồi, đúng không? Đó. Công ty Rapno. Nhưng bây giờ còn ở đây đó, một công ty của Nga Xô mà họ khai thác dầu khí khu vực này cho Việt Nam. Thì họ thuê cái giàn khoan của Nhật Bản. Thì cái tàu của Việt Nam á, tàu hải giám Việt Nam thì service những cái tàu dầu của Nhật Bản, tàu giàn khoan Nhật Bản. Thì họ xong họ rời đi, họ vừa hai cái tàu vừa rời, thì họ cũng chạy cắt mặt, qua mặt, cắt chéo hai cái tàu Việt Nam trong vòng 100 thước. Bao vây tàu Việt Nam lại, cắt chéo. Thì như vậy có nghĩa là họ khiêu khích. Và trong lúc đó thì hàng chục chiến tàu của hai bên đứng gồm vũ khí tràn ngập hết. Vũ khí tràn ngập. Có nghĩa là chỉ cần một cuộc xung đột thì một trận đánh lớn nổ ra tại bãi Tư Chính này. Đã không kém Hoàng Sa, không kém những cái cuộc xung đột trước đây giữa Việt Nam và Trung Cộng. Thế thì cái tình hình nó nguy ngập như vậy, nó phức tạp như vậy. Nhưng mà báo chí trong nước im lặng từ trên xuống dưới. Báo chí Trung Cộng im lặng từ trên xuống dưới. Một sự im lặng cực kỳ đáng sợ và bất thường. Thì nó là lý do tí chúng ta sẽ nói là tại sao. Có những tàu mà thí dụ như là nó rất là lớn từ vì nó đưa vào trong khu vực này. Cái tàu mà cảnh sát biển là 3511, đó là một con tàu lớn. Hay là tàu mà 3901 cũng 12.000 tấn. 12.000 tấn cũng quá bự. Quá lớn chứ. Quá lớn. Cho nên đó, cái tình trạng này, cho đến giờ này chúng ta nói trường hợp này thì biển cũng bắt đầu im, sóng cũng bắt đầu lặng rồi. Bởi vì các chiếc tàu này, tàu mà họ hoàn thành nhiệm vụ, họ rút đi, thực chất họ cũng đã công bố trước là làm việc 12 ngày tại khu vực này, từ ngày 2 tháng 7 cho đến ngày 14-15 tháng 7. Từ ngày 3 tháng 7 thì bây giờ họ đã xong rồi. Thì theo cái CSIS và theo C4ADS thì những cái tàu này đã bắt đầu rút đi. Thì khi nó rút đi rồi thì giống như cái tàu mà hồi trước mà 9 tháng 1 đi 901 đó, 981. 9 tháng 1 nó đến theo vào tháng 5 và rút đi tháng 7. Thì rút sớm hơn. Rút sớm hơn như vậy đó thì cái sóng to và cũng giảm xuống, biển bắt đầu lặng. Nhưng mà vấn đề thì chưa lặng. Vì vấn đề nó còn nguyên. Chỉ nó tạm thời lắng dịu. Chứ vấn đề vẫn còn nguyên. Vấn đề là khi vấn đề còn nguyên thì cách giải quyết như thế nào? Đó là vấn đề giáo sư Dũng của chúng ta bàn hôm nay. Thưa quý vị, cho đến giờ phút này thì chúng ta vẫn không thấy được bất cứ một cái dấu hiệu nào trong nước đã động đến sự kiện này. Tuy nhiên, như chúng tôi vừa thưa với quý vị đó, những cái chuyện nó hệ trọng đến với cái quyền lợi của dân tộc, nhất là đối với những cái trách nhiệm của những người mà họ phải đưa những vấn đề này cho dân chúng biết, là một cái vấn đề nó quan trọng hàng đầu. Bởi vì chính dân chúng là cái người phải có những cái trực tiếp đối với những con dân cũng như là đối với binh sĩ. Nếu mà chúng ta không thấy cái lực của những người Việt xuống đường những năm 2014 hoặc là những cái sự kiện của năm 2018 vào ngày 10 tháng 6 đó, thì chắc gì những cái sự kiện tốt đẹp như là vấn đề mà 99 năm đặc khu mà vẫn nghĩa là tạm dừng cho đến giờ phút này. Cho nên nhá, cái yếu tố người dân đó nó vô cùng quan trọng, cho nên chính vì vậy mà chúng tôi mới nghĩ rằng họ cần phải biết, và chính cái hiểu biết đó là quyền lợi thật sự và cái nghĩa vụ của những người làm truyền thông phải cho biết. Tuy nhiên cho đến giờ phút này thì như Nam đã nói, chúng ta chỉ có đọc và chúng ta chỉ tìm hiểu từ những cái cơ quan hải ngoại hoặc là những cái tờ báo nó nằm một cái tính chất ở ngoài mà thôi. Nhưng mà có một điều đó, thưa với anh, là cái chuyện này đó không phải nó nằm ở trong cái sự đối đầu giữa Việt Nam và Trung Cộng. Nhưng mà bên cạnh đó, như hồi nãy anh nói đó, là Malaysia cũng là một trong những quốc gia bị cái sự quấy rối của Trung Cộng. Hay nói đúng hơn là bất cứ một quốc gia nào mà họ đòi hỏi cái chủ quyền ở nơi đây đều bị Trung Cộng phá vỡ. Vậy thì nó như thế nào và tại sao Malaysia cũng bị Trung Cộng quấy nhiễu trong cái tình trạng như thế này? Tại sao họ bên họ không giành được cái tình cảm hoặc là họ dành một cái sự ưu ái cho Malaysia để ủng hộ cho họ mà họ lại làm tiếp tục một cái đó mà bắn ra cả hai bên, thưa anh?
Mà cũng thú thật mà nói, Dũng mới vô tạp chí tờ Star của Malaysia thì tìm kiếm vấn đề này cũng im lặng. Ba quốc gia dính vô vụ này Đúng. là Tàu, Việt Nam, Malaysia, làng truyền thông ba nước đều im lặng. Là làng trong ba nước im lặng. Bởi đây cái khu vực bãi tài chính thế này, cái khu vực này đó, mình thấy nó là ngoài biển, ngoài khơi, nhưng mà nó là khu vực tương đối là đang náo nhiệt, hoạt động nó khá mạnh. Không phải bởi vì nó stand up giữa tàu của Trung Cộng với tàu của Malaysia, tàu Việt Nam không đâu, mà bởi vì cái chỗ này là chỗ khai thác dầu, khá bận rộn. Cho nên đó, khai thác dầu thì có những người có dàn máy khoan, dàn khoan, rồi có gì nữa, rồi có cả hải giám, rồi là kỹ thuật, rồi kỹ sư, rồi tiếp liệu đủ thứ, cho nên y tế, rồi bác sĩ nó, cho nên khu vực này máy bay bay ra vô, rồi là tàu bè bay lại, cho nên khu vực này được xem á, dù nó ở ngoài khơi nhưng mà nó là một khu vực tương đối là bận rộn và mật độ của tàu bè rất là nhiều. Thì ở chỗ này á, thì Malaysia cũng vậy, bị ra đây anh tiếp tế cho cái tàu khoan dầu và dầu khí cũng bị Trung Cộng, tàu Trung Cộng nó harass, là nó quấy nhiễu. Thì chúng ta nãy nói đó, cái giàn khoan dầu của mà Nga mà thuê của Nhật á là Kuriu, Hakuryu 5, thì cái giàn khoan này thì là của Nhật, Nga nó thuê để thực hiện khoan dầu khu vực này cho Việt Nam. Mà chỗ này Dũng biết không, nó biết bao nhiêu dầu Trữ lượng lớn. chỗ này hiện nay đó, là do hãng Rosneft của Nga nó khai thác. Và chỗ này đó là cái chỗ mà nó cung cấp dầu cho 10% toàn bộ nhu cầu dầu khí Việt Nam. Riêng Nghe buồn cái nha. lô này, riêng cái lô mà 60 và lô 06.1 đó, lô này nè, khoảng 230 dặm phía đông nam của Việt Nam, thì cái lô này nó cung cấp dầu cho Việt Nam khoảng 10% tổng số dầu khí cho Việt Nam. Thì như vậy thì Dũng biết rằng là cái chỉ một lô này thôi thì nó như vậy rồi. Thì mới thấy là cái khu vực này nó là cung cấp dầu khí cho Việt Nam, dầu khí cho Malaysia. Rồi chúng ta thấy là các cái hoạt động của phía Nhật Bản, của Nga, của Việt Nam, của Malaysia, của cảnh sát biển, của Trung Cộng, đủ thứ. Cho nên là cái chợ trên biển, Oh, nó đồng chuyện nó ồn ào như vậy, nhưng mà báo chí Việt Nam vẫn im lặng. Tuy đó, cái tàu mà 3511, tàu Hai Dinh này, là một cái tàu mà cảnh sát biển thuộc loại khổng lồ. Vì nó to, nó nặng tới 10, nó chứa tới 12.000 tấn. Cho nên anh đụng vô máy nhỏ đó thì máy nhỏ chết chắc tan hết rồi, nát liền hả? tan nát hết. Do vậy anh chơi cái trò rất là đểu, chơi qua mặt, cắt mặt, ép, nghĩa là họ vẫn manage để mà họ tránh đụng chạm, rồi họ sợ chiến tranh, nhưng mà nó, họ làm cho người ta khiếp đảm đi, nó làm cho người ta khiếp đảm, cảm thấy rằng kể từ khi đó mà Việt Nam giao cho một số công ty của ngoại quốc, đặc biệt của Nga, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha của đó. Tây Ban Nha, của Mỹ này nọ khai thác, thì cái sự quấy phá của Trung Cộng nó càng lớn. Thì mục đích của nó theo báo chí là nó cái intimidate và harassment. Intimidate là dọa nạt, harass là quấy Quấy nhiễu, phá. là Trung Cộng muốn nói hey, chỗ này của tao có mặt nha, phần của tao. Bởi vì cái chỗ này đó, bên cạnh cái khu vực này thì chúng ta nói đằng trước rồi, Đài Loan cũng tuyên bố rằng lãnh thổ Đài Loan gồm có Mông Cổ, Trung Cộng, Đài Loan và Biển Đông. Thì anh Đài Loan cũng cho chỗ này của anh, cũng claim control thì bay Việt Nam, mà claim thì bay bay tàu bay Đài Loan. Tàu này là Trung Cộng cũng 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 cho là cái này thuộc chủ quyền của mình, Đài Loan cũng cho chủ quyền của mình, Việt Nam cho là chủ quyền của mình. Nhưng mà hiện nay cái quốc gia mà gọi là kiểm soát á, lại là Việt Nam. Gần nhất. Đó, do vậy nó nằm trong cái vùng đặc khu kinh tế Việt Nam.
vùng đất của Bà Rịa Vũng Tàu đó. Cái vùng vùng không, cái vùng vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam trong luật biển 200 hải lý thì nó nằm trong cái vùng đó. Do vậy đó thì Việt Nam đang kiểm soát khu vực này. Đang kiểm soát khu vực này. Nhưng mà cái tranh chấp nó có. Thì đó là một cái trường hợp lý do là chúng ta thấy rằng cái vấn đề chính này nè. Cái vấn đề chính đó, là bây giờ Trung Cộng rút đi rồi. Biển bắt đầu yên lặng. Nhưng mà cái yên lặng nó tạm thời. Dạ vâng. Bởi vì trước đây, cách đây 5 năm, năm 2014, sóng biển bùng nổ bởi tàu Hải Yến 981, đúng không? Tại vì họ vô đặt cái dàn máy khoan dầu đó, thăm dò dầu khí đó. Dân Việt Nam cả nước nổi dậy, phản ứng. Thì từ tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 7 họ rút đi. Thì sau khi đập phá hàng loạt các nhà máy của Trung Cộng và của Đài Loan trong khu vực Bình Dương, thì ở miền Bắc cũng vậy, bắt đầu Trung Cộng cho tàu vô chở nhân công về trở lại. Thì sau đó đó thì bình thường hóa trở lại, hai bên tìm cách hạn chế cái sự xung đột, đã kéo được 5 năm. Và trong 5 năm đó thì liên tiếp xảy ra, ví dụ tháng 3 rồi vừa rồi, tháng 5 vừa rồi, các ngư dân Việt Nam vẫn bị đâm tàu trên biển, bị bắt trên biển, bị lấy cá trên biển, bị cướp tàu, cướp đồ đánh cá trên biển. Và chính trên cái tờ Bloomberg cho rằng Trung Cộng một cách yên lặng nhưng mà làm chủ Biển Đông. Phi Lưu Tân cũng vậy, cũng bị rơi vào tình trạng như vậy. Cho nên trận chiến thì nó dưới ở muôn vàng hình dạng. Nó có thể nổ súng, nó có thể tấn công, nhưng mà Trung Cộng không ngừng giây phút nào để chiếm Biển Đông của chúng ta. Nên nhớ một điều, Trung Cộng chưa có một giây phút nào ngưng nghỉ trong việc thanh toán Biển Đông. Đúng rồi. Chỉ có thanh toán dưới hình thức ồn ào, náo nhiệt như xây đảo, xây biển, hay phát thử hoa tiễn, hay là đụng độ như vậy không. Chứ thực sự trong mỗi giây phút, Trung Cộng đều tìm cách thu tiến Biển Đông. Do vậy đó, cái vấn đề nó còn nguyên. Vấn đề ở đây đó, khi mình không thay đổi Trung Cộng được thì mình phải thay đổi mình để đối sách. Cho nên cái câu hỏi lớn nhất mà các quốc gia đều đặt ra, Phi Luật Tân, Malaysia, Indonesia và Việt Nam đều phải đặt ra làm sao đối phó với Trung Cộng. Làm sao đối phó với Trung Cộng. Đối phó mềm như Phi Luật Tân cũng thất bại. Đối phó cứng như Indonesia cũng có thể thành công. Mà cứng tới mức nào? Tại vì hỏa lực của Trung Cộng đâu có yếu. Đúng không? Thì cái phương pháp nào, cái solution nào, cái giải quyết nào để đối phó được cái vấn đề của Trung Cộng? May ra nó chỉ có đối phó một cái theo chúng tôi nghĩ, tí giáo sư Dũng đi sâu cái này hơn, là cái lòng dân, lòng quốc khởi của người dân. Một bài về toán rất là, một bài giải rất là kinh điển. Toàn dân nghe chăng, sơn hà nguy biến. Cái câu này nó giữ nước 4.000 năm và tiếp tục giữ nước thêm nhiều ngàn năm nữa. Cái quyết tâm của toàn dân tộc, khi mà chính phủ, khi mà đảng nó hèn á, thì còn dân đứng dậy. Thì chúc mừng giáo sư Dũng bình luận cái này này thêm. Nhưng mà cái vấn đề, tại vì cái vấn đề là còn nguyên, tham vọng bá quyền Trung Cộng là còn nguyên, chúng ta phải đối phó như thế nào. Cúi đầu thì nó cởi cổ, đứng dậy thì nó đập xuống thì nó sụp đổ. Ta chọn cúi đầu, chọn đứng dậy. Trả lời giáo sư. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta cũng đã bị 1.000 năm đô hộ của giặc Tàu. Cho nên đối với dân tộc Việt Nam thì người Tàu không phải là họ hiền từ và họ bỏ cái tham vọng, bởi vì nó thuộc về cái chất máu trong cái người Hán. Và vì vậy mà cái người Việt cũng cần phải rất là thận trọng. Cho nên bất cứ một cái hiệp ước nào phía sau của nó cũng có một cái sự lợi dụng và cái âm mưu, mà chúng ta thấy rằng
từ năm 1954, bây giờ chúng ta đang ở tháng 7 nè, từ năm 1954 cho đến giờ phút này đó, thì Việt Cộng đã ký không biết bao nhiêu những cái công hàm hoặc là những cái chuyện nọ chuyện kia mà chúng ta bị thiệt thòi quá nhiều. Quý vị nhìn coi, từ năm 1958, rồi ông Phạm Văn Đồng cũng ký một cái công hàm để công nhận, và cái công nhận đó chúng ta đã mất trắng Hoàng Sa như bây giờ đó, quý vị thấy không? Bây giờ đó mình mở miệng ra mình nói, nhưng mà thật sự cái đó, đó nó có từ năm 1958. À, rồi khi mà Hồ Chí Minh đã cướp chính quyền, rồi thấy các đảng phái đứng lên đó, thì Hồ Chí Minh lại chấp nhận 15.000 quân Pháp đổ bộ vào Việt Nam vào ngày 4 tháng 6 năm 1946 để mà có thể giữ lại một nửa nước cho cái phía của Cộng sản Liên Xô. Rồi thưa quý vị, cả một cái chiều dài như vậy đó, thì người Việt của chúng ta đó dường như là bị thất thế trước những cái âm mưu thâm độc của Trung Cộng mà kéo dài mãi cho đến giờ phút này. Cho nên đó, những cái chuyện mà ông Phụng mà ký cái đường biên giới, chúng ta cũng mất, mất phía Nam cũng có mà mất phía Bắc cũng có. Tất cả những cái điều đó đó cho đến giờ phút này mà người dân không hiểu, người dân không biết, người dân không tham gia, người dân không có một ý kiến đó, thì chúng ta không biết rằng tương lai đối với đất nước Việt Nam của chúng ta nó như thế nào. Và vì vậy mà cái yếu tố của người dân là cái yếu tố số 1 để mà chúng ta cùng quyết định với những cái vận mạng của đất nước. Cho nên cái mục đích của Trung Cộng họ đưa ra thì rõ ràng là họ đi thăm dò để mà họ vẽ những cái bản đồ, để mà họ thăm dò địa chất. Thì thưa quý vị, cái chuyện mà nói đó ai cũng nói được, giống như hồi xưa đó mà Thành Cát Tư Hãn muốn mượn đường của Việt Nam để mình đi đến Shimla, nói là nói như vậy, nhưng mà khi họ vào rồi đó, họ đâu có thể gọi là mượn nữa, mà họ chiếm luôn cái đất nước của chúng ta thì sao? Cho nên tổ tiên của chúng ta anh minh lắm, họ biết cái âm mưu, và vì vậy mà bây giờ con cháu của chúng ta cũng cần phải học, mà học mà không cho ai biết thì cái chuyện đó rất là nguy hiểm. Vậy thì thưa Vinh Nguyễn Xuân Nam, chúng ta tiếp tục cái bài này, Trung Cộng họ có cái âm mưu gì phía sau này? Ngoài những cái âm mưu mà ví dụ như chúng ta đã thấy rồi, nào là lấy dầu, lấy đất, nó còn một cái gì nữa khác hơn để chúng ta bạch quá luôn cho mọi người cùng cảnh giác thôi. Trong khi mà Trung Cộng thực hiện ý định mà bá quyền ở Biển Đông, thì trong cái việc này có hai ý định. Ý định thứ nhất là nãy chúng ta nói rồi, là đe dọa và quấy nhiễu việc đang khai thác, ngăn chặn. Vì thứ hai là ngăn chặn những khai thác đơn phương để chuẩn bị cái khai thác đa phương. Tại vì cái vấn đề chính của Trung Cộng là gì? Cái vấn đề chính của Trung Cộng là muốn Trung Cộng nó tính cái vụ này hay lắm. Thứ nhất là tính làm sao họ khai thác cái đa phương. Và cái thí điểm tại Phiêu Tân là một ví dụ. Tất nhiên là có thể khi cần họ giữ nguyên cái trữ lượng như đó, và khi cần họ chia cái tỷ lệ khai thác dầu. Họ chưa chiếm được thì họ không để mất. Cho nên họ chưa chiếm được thì họ giữ cái nguyên như đó. Cho tìm một cách mà đuổi Repsol của Tây Ban Nha, rồi đuổi một số để giữ cái nguyên trạng. Nguyên trạng. Để cho khi nào họ chiếm được hoặc là họ đạt được cái thỏa thuận là cùng khai thác thì họ có cái phần lời trong đó. Tại vì hiện nay tính là cái Trung Cộng đứng trước tình trạng thiếu dầu rất là trầm trọng. Cho nên cái chuyện mà mở dầu Biển Đông đó, với cái trữ lượng như vậy, dầu khí như vậy đó, thì giúp cho cái nền công nghiệp Trung Cộng nó tồn tại và phát triển. Mà nó gần sát bên nữa. Mà nó, nếu mà chiếm được nó miễn phí nữa. Trời ơi, điên cuồng là xâm chiếm Biển Đông. Thì cái vấn đề chính là chỉ như vậy thôi. Ngăn chặn cái sự mà khai thác dầu và khí đơn phương của Việt Nam, của Malaysia. Thì chúng ta nói vẽ bản đồ này chúng ta không tin, địa chất thì chúng ta không tin, mà báo chí thế giới đâu có nói chuyện đó đâu. Anh nói gì thì nói, nhưng mà báo chí thế giới thì nói cách khác, ta không tin vào những điều anh nói. Chỉ có cái điều, cái mục đích của Trung Cộng thì nó tương đối nó khá rõ ràng,
mà chúng ta biết rằng cái khi từ năm 2013 đó, khi mà Việt Nam mà giao cho Rosneft, công ty dầu khí của Nga, khai thác cái khu vực này, thì phải nói rằng anh Trung Cộng anh nể Nga. Tất cả công ty của thế giới thì bỏ chạy. Trung Cộng đe dọa là sách đi chạy hết. Riêng thằng Rosneft này ở lại bất chấp và đến đây là 6 năm, mà từ 2013 đến giờ là 2019, 6 năm. Việt Nam tức tối và Trung Cộng tức tối mà không làm gì được Việt Nam và không làm gì được Nga. Bởi vì dẫu sáu Nga là một mối quan hệ đàn anh. Đàn anh mà đâu có chơi được. Thấy không? Do vậy đó, công ty Rosneft thì nó không sợ. Nó không ngán. Và tại vì sao mà anh thấy không? Trong khi nó Rosneft ở Nga tuốt đằng xa, mà Nhật thì gần. Thấy không? Và tại sao Việt Nam lại thuê một công ty của Nga, mà Nga không đủ phương tiện của anh này khai thác. Mà mượn của Nhật. Mượn của Nhật. Để thuê cái giàn khoan của Nhật để khai thác. Tại vì anh Nga thì anh đủ sức anh trị Trung Cộng. Đủ sức anh trị Trung Cộng. Do vậy trong cái chỗ này đó, là cái cửa cho Việt Nam có không phải là mất trong vấn đề hợp tác quốc tế. Nó có lú với chủ nó không, nó yếu với chủ nó mạnh là vậy đó. Cho nên cái cửa này là cái cửa cũng phải làm cửa tính. Thì nó Biển Đông đó, dần dần đó, thì chúng ta biết là đến giờ phút này có nhiều báo động từ phía Mỹ là Biển Đông Trung Cộng thực chất mặt chiến lược đó, đã làm chủ. Cái sai lầm lớn nhất là để Trung Cộng xây những cái đảo nhân tạo. Bên trên nó bây giờ họ có những hỏa lực lớn lên đó. Và có thể nói rằng cái điều thứ hai nữa là gì? Một vị mà đề đốc là giám đốc của Học viện Khoa học Quân sự Trung Cộng vừa rồi nói một câu và thế giới cũng đang chấn động. Khi đang thuyết trình, ông ta cao hứng tôi nói gì biết không? Muốn Biển Đông và Biển Hoa Đông bình an, điều đơn giản là đánh chìm hai cái tàu hàng không của Mỹ. Trên mỗi tàu như vậy có 5.000 thủy thủ và hai tàu hàng không hàm như vậy là 10.000 thủy thủ Mỹ. Và nếu bị đánh chìm đó là tổn thất lớn, rất lớn của Mỹ. Và hàng không hàm là một biểu hiện của quyền lực và sức mạnh nước Mỹ. Xưa nay nói là không bao giờ bị đánh chìm. Và nếu bị đánh chìm thì cả nước Mỹ bị đánh chìm. Thì ông ta đề đốc của Trung Cộng cho rằng cần thiết đánh chìm hai hàng không bảo hạm của Mỹ tại khu vực Biển Đông, Biển Hoa Đông. Cho nên chúng ta chỉ vì được với vòng bá chủ giang hồ, họ có thể làm bất cứ cái gì họ làm. Cho cái chuyện mà vừa rồi họ quấy nhiễu, sách nhiễu ở tại bãi tài chính là chuyện nhỏ, và nó không phải là cái chuyện bất thường, nó sẽ xảy ra dài dài. Vấn đề của mình là tính như thế nào. Gặp cái thằng sống bên nó cứ chuyên trộm không à, hở ra nó lấy, không cho nó lấy, nó ăn cắp, nó không ăn cắp được rồi nó ăn cướp. Bây giờ anh thay đổi tính đó không được thì mình phải chuẩn bị, thì mình phải làm cái gì chứ. Cái vấn đề là trách nhiệm của chúng ta. Tại vì một mặt là vận động quốc tế can thiệp, nhưng một mặt thứ hai là trách nhiệm của chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta đã mạnh mà chúng ta cứng á, thì ai dám làm gì mình. Chứ mày làm sao để mạnh mà làm sao để cứng là vấn đề khác. Trở lại giáo sư thì cái đằng sau của Trung Cộng là vậy thôi. Nó là một cái chiến lược toàn diện của con hổ đói Trung Cộng trước cái mộng bá quyền về đất đai, lãnh thổ, biển đảo, quyền lực, tiền bạc và sức mạnh kinh tế. Nó không có gì nó không dám làm. Dạ vâng. Thưa quý thính giả, thưa với anh Nguyễn Xuân Nam,
Quả thật thì chúng ta biết từ năm 2008 cho đến giờ hiện nay đó, thì Trung Cộng đã ồ ạt xây dựng những cái bãi san hô trở thành những hòn đảo nhân tạo, và họ đã thiết lập trên đó nhiều cái cơ sở quân sự cũng như là nhiều cái bệ phóng. Tuy nhiên thì trong cái thời điểm vừa qua đó, cái thời khí, cái thời tiết nó cũng làm cho tất cả những cái nhân tạo đó nó bị phá vỡ một số. Và theo một số những cái nhà chuyên gia về quân sự thì cho biết rằng những cái sự thất thu cũng như là những cái thời tiết khắc nghiệt nó làm cho tất cả những cái hòn đảo mà họ xây dựng đó nó vỡ ra, máy móc cũng như là các khẩu đại bác, khẩu phòng không rồi nọ kia đó là bây giờ nó rỉ sét hết. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa rằng chặn đứng cái tham vọng của Trung Cộng, mà Trung Cộng đó, nhất là trong cái thời đại của Tổng thống Obama thì họ lại xây dựng quá nhiều những cái cơ sở quân sự để mà họ muốn chiếm một cách trực tiếp và thực thế như vậy. Hiện nay thì trong tuần lễ vừa rồi đó, chúng ta thấy rằng hai bên đều kêu gọi cái sự tự chế. Đó là một cái câu mà chúng ta chỉ thấy được nguyên trong cái bản văn của tờ Thủ Đệ. Thành thử ra chúng ta mới thấy rằng nó có một cái điều hết sức là đặc biệt là tự chế. Người ta đánh mình đánh người ta. Nó tùm lum tà la ở trong một cái vùng cực nam của đất nước, là nó nghĩa là có một cái sự khiêu khích. Nó làm cho cả một cái địa đầu đất nước ở trong một cái tình trạng hỗn loạn như vậy mà tự chế. Trong khi đó thì ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng của Cộng sản Việt Nam cũng có tới để mà thăm hỏi rồi cũng có nói chuyện. Nhưng mà nó có những cái bản tin cũng rất là nhỏ, không có đưa ra như là những cái bản tin lớn. Vậy thì chúng ta biết rằng trong cái giai đoạn như thế này đó, mà những cái hành xử của những người lãnh đạo và đặc biệt là những cái tin tức nó không đưa ra đó, nó khiến cho chúng ta hoang mang. Và sở dĩ mà vài bài chuyện mà chúng ta vừa nói như là Nguyễn Xuân Nam và chúng tôi đã đưa ra từ tuần trước cho đến giờ phút này đó, thì chúng ta mới biết rằng cái tầm quan trọng đó nó có thể an nguy cho cả một dân tộc, nó có thể là đem đến một cái sự thất bại. Mà nếu chúng ta biết rằng cái kiểu tầm ăn dâu nó quan trọng lắm, khi mà Trung Cộng đó mà họ đã chiếm được một đó, thì họ không thể nào mà dừng lại ở chỗ đó. Với cái tham vọng tầm ăn dâu họ có thể chiếm lần lần như vậy. Cho nên cái vấn đề chính yếu mà mình không có một cái kế sách để mà mình chặn đứng ngay cái lúc, như là chúng ta vẫn cảm thấy rằng cái điều mà cái tàu Hải Yến 891 năm 2014 mà sở dĩ nó rút ra là bởi rất nhiều những cái bước chân xuống đường của người Việt rầm rộ đó. Nhưng mà cái đó chúng ta cũng không phải đợi cho đến lúc mà họ tới rồi mình mới, nghĩa là đứng lên để mà biểu tình, thì cái chuyện đó chúng ta chỉ phản ứng một cách tiêu cực. Cái vấn đề tiêu cực đó, đó nó làm cho những cái nhà quản trị đất nước thất bại lắm. Chúng ta không thể đánh phủ đầu, nhưng mà chúng ta vẫn có một cái kế sách như thế nào lâu dài, hoặc là ít ra chúng ta phải có được một cái sự đồng minh nào đó để mà những người không đồng minh với mình mà họ bước vào cái sân chơi của mình thì họ ngay lập tức bị trọng tài quốc tế phán rằng họ đã vi phạm. Thì cái điều đó đó chúng tôi muốn nói để thấy được những cái chuyện đó nó đang xảy ra đối với đất nước Việt Nam. Vậy thì thưa với anh Nguyễn Xuân Nam, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông cũng tới với Bộ Tư lệnh rồi với những cái tâm tư gọi là tạm thời, nghĩa là kiềm chế, và cái kiềm chế cũng như là cái hình ảnh của ông đến để mà nói chuyện. Và nói chuyện gì đối với binh sĩ khi mà những cái sự kiện đó nó đương ở trong một cái tình trạng hết sức là nguy hiểm, có thể là đối đầu, có thể là nếu mà không lanh hoặc là không có lái, nghĩa là chậm lại một chút xíu thì nó nổ ra một cái cuộc chiến, thì như vậy như thế nào thưa? Cảm ơn cho sử dụng. Thưa quý vị, lúc giáo sư Dũng nói tôi có ý nghĩ so sánh cái cả một cái biển Đông như vậy, có khi nó không quan trọng bằng cái quần lót của cô Ngọc Trinh. Người sao biết không? Vậy tại sao biết không? Chuyện mà cô Ngọc Trinh đi Ken về đó, băng mặt hớ hình đó, thì báo chí trong nước từ Nam chí Bắc, từ trên xuống dưới, truyền hình báo chí làm y xèo, làm bim xèo hết đó. Trong cái chuyện to tát như vậy, chuyện hệ trọng về chủ quyền đất nước, về tài nguyên đất nước, về kinh tế đất nước, thì báo chí thì im lặng. Cho nên mình mới đùa châu là cái chuyện cái chiếc váy Ngọc Trinh nó đâu dễ rách luôn, Ngọc Trinh nó quan trọng hơn cái cả cái biển Đông Việt Nam. Cho nên trong cái nhìn như vậy nó ta tội cho báo chí Việt Nam, tội cho những người cầm bút Việt Nam, tại vì chúng ta bị bóp
bị bẻ tay, bị bịt miệng hết cho những cái thao thức của dân tộc, thao thức về tổ quốc, thao thức về quê hương, thao thức về chuyện phải trái với cầm bút của Việt Nam. Rất là đông những người có lương tâm, tôi tin như vậy, và có năng lực, tôi tin như vậy, nhưng đành phải chọn cái bó tay thôi vậy, bó tay. Đó là điều chúng ta thấy tội nghiệp, và khi giới trí thức Việt Nam bị lăng nhục. Kim, một cái vấn đề là trong cái đợt này thì người ta chú ý vào ngày 11 Tây thì tháng 7, Nguyễn Nguyễn Xuân Phúc đến thăm cùng với ông Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, đến thăm Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tại Hà Nội. Và đến thăm như vậy thì cái nói chuyện bằng video call, bằng nói chuyện bằng hình ảnh, bằng video với thủy thủ trên cái vùng các tàu. Trên các tàu, ông Phúc nói được một câu té ra hơn Lê Đức Anh nhiều, cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu, đề phòng những chuyện diễn biến bất thường. Nói là ba ý: thứ nhất là cảnh giác, thứ hai sẵn sàng chiến đấu, thứ ba là đề phòng những diễn biến bất thường. Ít ra có chữ để sẵn sàng chiến đấu, mà phương Tây gì là ready to fight, sẵn sàng chiến đấu. Còn hơn Lê Đức Anh á, đừng có đánh, đừng đánh trả. Thế thì hàng trăm người lính Việt Nam, bộ đội Việt Nam bị chết bởi vì cái lệnh của Lê Đức Anh. Nhưng ít nhất bây giờ chưa đánh, nhưng ông Phúc cũng nói được câu nghe là lọt lỗ tai, nghe ít ra cũng còn có chút liêm sĩ, chút dũng cảm, là cảnh giác, chứ không như bà Ngân đi qua bên kia là im lặng từ đầu đến đuôi, cúi đầu vẫn già. Cái thái độ đó là thái độ chấp nhận được. Chúng ta yếu, nhưng chúng ta không hề phải dùng trước. Chúng ta yếu, chúng ta không hề. Hèn là một yếu, là sức mạnh, nhưng hèn là một thái độ tâm lý. Thái độ tâm lý, tư cách. Cho nên chúng ta có thể yếu, nhưng chúng ta không được phép hèn. Chúng ta có thể thua, nhưng ta không thể chịu nhục. Nhưng cái dũng của thánh nhân ngày xưa là vậy. Và tổ tiên mình để lại những bài học như vậy. Con cháu phá hết, đốt sách cho cha ông hết. Thì cái nhưng mà mặc dù ông Phúc đi như vậy, một vị có thể là tứ trụ triều đình, thủ tướng, nhưng cũng không có báo chí nào nói vấn đề này, cũng không có báo chí nào nói đưa tin về chuyến đi của thủ tướng và lệnh dặn của thủ tướng đối với binh sĩ như thế nào, binh sĩ ngồi chiến trường như thế nào, im lặng. Nhưng ít ra đó, ông Phúc cũng không có làm cho cái người dân trong nước phải gọi thất vọng như Lê Đức Anh. Thất vọng nữa. Ít ra ông Phúc cũng nói được câu là cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, đề phòng diễn biến bất thường. Và cái đó vẫn được xem là một cái điều an ủi còn lại. Thì cái tình hình bây giờ thì cái điểm của căng thẳng nó đi qua rồi. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng Việt Nam cần có một cái bài học cụ thể, một đáp số cụ thể. Tại vì đây không phải lần đầu tiên chúng ta đứng trước tình trạng mà sự lấn chiếm, sự quấy nhiễu, sự quấy phá, sự đe dọa của Trung Cộng ở biên giới, ở biển đảo. Nó lâu nay rồi. Vấn đề phải đối phó như thế nào? Thì nên đó là vấn đề. Thì có lẽ người ta cũng hỏi, có lẽ câu từ đầu giáo sư Dũng có nói là cả Bắc Kinh, cả Việt Hà Nội đều dìm cái này, đều tự chế, nó kêu unusual, là một cách bất thường như vậy. Thì tại sao?
ở đây phải chăng là cũng bài học từ chỗ này, bài học từ chỗ này. Giáo sử dụng nhớ không, từ năm 2014 khi mà tàu Hải Yến 901 nó vào trong cái vùng Hoàng Sa thì hai bên bắt đầu căng thẳng nhau rất là dữ, quân nhau rất là dữ, phun nước vòi rồng nhau vào nhau đủ thứ đó, thì nó nổ ra những cuộc biểu tình từ cả nước, đúng không? Nổ ra cuộc biểu tình đập phá, nổi loạn kiểu riot lần đầu tiên trong lịch sử của Việt Nam từ lúc mà Đảng Cộng sản cầm quyền. Đó là cái riot lớn nhất trong lịch sử, cuộc bạo động nổi dậy lớn nhất trong lịch sử. Và cái lần kinh khủng lớn nữa, thứ hai nữa là tổng biểu tình vào năm ngoái, ngày 10 tháng 6 năm ngoái, để chống lại vụ đặc khu, đúng không? Cho nên khi mà đứng trước cái nguy biến của dân tộc và đất nước, người dân Việt Nam lên tiếng. Và cái lên tiếng đó khiến cho Hà Nội lo sợ. Đến giờ này Hà Nội chưa dám phê chuẩn dự luật ba đặc khu, làm lờ cái đó luôn. Họ hoãn lại từ tháng 10 sang năm vừa năm ngoái, nhưng cuối cùng họ cũng làm lờ đi luôn đến giờ phút này. Và có thể là không có cái dự luật đặc khu, luật đặc khu. Và cái thứ hai nữa là gì? Trung Cộng một lúc hoảng vía là khi trước sự nổi dậy của người dân Việt Nam phản đối, phải đem tàu về chở nhân công của mình về, nhà máy phải đóng cửa. Thế thì Trung Cộng sợ điều đó xảy ra lại. Trung Cộng sợ điều đó xảy ra lại. Mà hơn nữa đó, Trung Cộng sợ điều thứ ba nó là gì? Hiện nay Trung Cộng muốn chứng tỏ với Mỹ và các nước phương Tây đó, là Biển Đông yên lặng và khu vực Đông Nam Á, châu Á ổn định, hòa bình, hợp tác với Trung Cộng. Thì nếu mà xảy ra cái chuyện gì đó thì nó không có lợi về cái bối cảnh chung mà Trung Cộng đang mua vẻ. Trung Cộng nói Mỹ rút đi, đừng ở đây nữa, đừng quậy phá đây nữa, bởi vì chúng tôi đang sống nhau hòa bình, yên ổn, ổn định và tôn trọng lẫn nhau, và chúng tôi không có chuyện gì cả. Chúng ta đang xây dựng cái Code of Conduct, bộ luật hành xử trên Biển Đông, để làm cái kim chỉ nam cho mọi cái tranh chấp với Biển Đông. Dự tính năm 2021 xong thì xin Mỹ đừng xen vào, đừng can thiệp vào, đi đi. Bây giờ đó mà để nổ ra như vậy thì Mỹ nó, anh nói dốc, anh đang bắt nạt với nước nhỏ, anh bắt nạt, anh xâm chiếm, anh bắt nạt với nhỏ thì lại có bất lợi cho Trung Cộng. Cho nên vì cái sự kinh nghiệm nổi dậy của dân Việt Nam, vì nhu cầu ngoại giao quốc tế, Trung Cộng không muốn nổ ra vấn đề này. Cho nên cái chỗ gì địch sợ đó thì chỗ đó ta phải làm, làm những điều mà Trung Cộng sợ, làm những điều mà Trung Cộng không muốn mình làm. Đó là nổi dậy, chúng ta không kích động người dân nổi dậy. Nhưng mà anh đừng ăn cắp tôi, anh đừng giết người của tôi, đừng cướp của nhà tôi đâu nổi dậy chứ, điên anh nổi dậy. Nhưng mà anh vô nhà tôi, anh bắt con tôi, anh hiếp vợ tôi, bắt tôi làm yên à, đâu có nhục như vậy. Cho nên khi cần thiết vì quyền lợi của dân tộc, khi dân tộc bị dày xéo, người dân Việt Nam nổi dậy và đã từng nổi dậy, và những nổi dậy đó để lại những vết son trong lòng dân tộc và cho kẻ thù khiếp vía. Máu của người Việt đổ xuống, xương của người Việt đổ xuống, chúng tôi cũng tiếc như quý vị vậy, cũng như máu và xương của mình vậy. Nhưng mà giữa một cái là cái chủ quyền của đất nước, thì cái hành động xuống đường của người dân Việt Nam ngày 10 tháng 6 năm trước trong vấn đề chống đường đặc khu, và xuống đường năm 2014 chống sự xâm lược của Tàu Cộng, có thể nói là những hành động rất là can đảm và dũng cảm mà chúng tôi luôn ngưỡng mộ và trân trọng. Thì cái đó là cái mà địch sợ, thì tại sao ta không làm? Do vậy cái chuyện mà đồng lõa với Trung Cộng để mà ém nhem, báo chí ngoại quốc cho rằng chính phủ Việt Nam đang mưu
public đang làm căm dư luận, bóp miền dư luận, sợ leo thang vấn đề dư luận, sợ dư... Nhưng mà chính như vậy chúng ta, như bài trước ta nói chuyện là chúng ta cho phép Trung Cộng hiếp dâm mình. Đúng. Chúng ta cho phép Trung Cộng hiếp dâm mình. Giờ do vậy cái vấn đề chúng ta biết á, vấn đề Biển Đông còn nguyên đó thôi à. Tạm lắng lần này. Tạm lắng thôi. Không có nghĩa là không còn xảy ra nữa. Thì để cho kết luận bài nói chuyện ngày hôm nay trước sự kiện này coi như là kết thúc. Chúng ta mời giáo sư Dũng có một số ý. Vâng, kính thưa quý vị đã nghe rồi đó. Thì nói gì đi nữa thì chúng ta vẫn thấy rằng đất nước của chúng ta nó đang ở trong một cái tình trạng hết sức là nan giải. Bởi cái sự nan giải này đó, toàn dân có thể giải quyết được, nhưng mà nó gắn chặt giữa hai cái đảng. Mà nhất là cái đảng Cộng sản Việt Nam đó, nó trở thành một cái đảng yếu, đảng đàn em, thành thử ra nó lúc nào cũng ở trong cái thế nhún nhường và chấp nhận. Và chính vì vậy mà nó đem đến cái thiệt thòi cho dân tộc nhiều quá. Cái bài học mà có lẽ là ngày hôm nay chúng tôi nghĩ rằng những nhà trí thức, những nhà hoạt động chính trị, những nhà nghe là làm những cái công việc ở tại đất nước phải nhìn thấy bà Thái Anh Văn. Mặc dù một đất nước như bà Thái Anh Văn cũng bị ép, cũng bị o, cũng bị nghe là đẩy khỏi cái ghế của Liên Hiệp Quốc, nhưng mà bà tự quyết tâm vùng lên và tìm mọi cách để có thể có được những cái sự liên quan, có thể có những cái đồng minh mà họ không thể nào có thể một sớm một chiều chiếm cứ cái Đài Loan để trở thành cái đất của Trung Cộng. Mặc dù mình biết rằng Đài Loan thì họ cũng có thế như vậy, nhưng mà nếu một cái nhà chính trị mà không khôn khéo đó, thì Trung Cộng họ vẫn làm những cái chuyện rất là ẩu tả. Ai cấm được, bởi vì Trung Cộng từ trước đến nay họ có chừa bất cứ cái điều gì đó. Cái vấn đề thứ hai nữa, thưa quý vị, cái chuyện gì thì mình có thể nhường qua nhường lại. Chứ còn đối với cả một cái dân tộc, đối với cả một thế hệ, nó truyền hết đời nọ đến đời kia. Chúng ta đâu có thói nào, chúng ta ngồi đó để mà người ta tới đánh để rồi mình ta tự vệ. Mình làm như vậy thì đâu có phải là một cái nhà chính trị được gọi là có một cái thiên kiến, có một cái viễn kiến nó dài. Mà mình phải có một cái sự chủ trương để mà bất cứ một cái thế lực nào mà hù dọa, hoặc là bất cứ một cái thế lực nào mà xâm chiếm, giống như là cái sự kiện của 749, thì người dân là phải lên tiếng ngay lập tức. Và chúng tôi nghĩ rằng đó, không phải đợi cho đến Nguyễn Xuân Phúc mà tới nói chuyện ở cái Bộ Tư lệnh Hải quân ở tại Hà Nội làm cái gì. Nói là nói như vậy, mình cũng khen ông tiện, nhưng mà thật sự nó cũng chả có được cái gì đâu. Bởi vì thứ nhất là người dân họ có biết gì đâu. Và thứ hai nữa, nếu mà người dân họ biết rồi thì mình mất nước rồi sao. Thành ra đó, cái vai trò của dân chúng là một trong những cái vai trò quan trọng nhất mà chúng tôi nghĩ rằng cho đến giờ phút này Đảng Cộng sản không nên nghĩa là kềm hãm nữa, và cũng không nên dối trá nữa, và phải tự nhận thấy cái quyền lợi của đảng, cái quyền lợi của những con người mà nắm cái vai trò tứ trụ nó không bằng cái quyền lợi của quốc gia. Cho nên phải đặt hết cái quyền lợi của quốc gia thì chúng ta mới thấy được. Và cái tâm niệm của bất cứ một người nào khi mà chúng ta đặt cái quyền lợi của đất nước là số 1 thì tự nhiên chúng ta sẽ sáng ra thôi. Tự vì cái con đường. Chứ người Việt Nam, đặc biệt là những đảng Cộng sản, họ lúc nào đó họ cũng học một cái bài học, họ vẫn tôn thờ là đảng là số 1. Cho nên đảng lãnh đạo, cho nên cái gì cũng là đảng, cái gì cũng là đảng. Tự nhiên là họ có một cái bộ óc, bộ trí tuệ, đúng lý ra là cái bộ chính trị nó toát ra, nó là đỉnh cao của trí tuệ, nhưng mà bị cái đảng nó che phủ mất đi. Thành thử là làm bất cứ cái gì mình cũng làm trong cái dù. Và cái dù đó nó bao trùm lên cái bộ não của mình, thành thử là mình nhìn cũng ra thôi. Cho nên nếu mà toát ra khỏi cái vấn đề của đảng đó, thì người dân Việt hay là bất cứ một cái người nào họ cũng thấy được cái đường đi. Và cái đường đi đó là cái đường đi của quyền lợi dân tộc. Cho nên thưa quý vị, cái bài nói chuyện này đó, chúng tôi nhằm mục đích không phải là cho những cái người mà đã tham dự cái vụ này nghe, nhưng mà chúng tôi rất là mong những đồng bào của chúng ta đó phải thấy được cái nhiệm vụ trách nhiệm của mình bây giờ, không cần phải đợi xin cho nữa. Không có ai có quyền trên cái dân tộc của mình mà cho mình cái gì. Chứ không phải là bây giờ mới xin biểu tình mới được đi biểu tình. Nó xin lỗi cái chuyện đó là nó ở trong một cái đất nước nghĩa là bị kèm kẹp, bị bóp cổ như là Đảng Cộng sản. Chứ còn cái chuyện biểu tình là mình nói lên cái tư cách, mình nói lên cái nguyện vọng, mình nói lên cái tâm tư của mình, mình nói lên cái vấn đề mà mình đang ở trong một cái thế bị xâm chiếm mà mình phải lên tiếng để mà bảo vệ đất nước, thì có cái gì nó phải xin và cho. Và phải đòi hỏi có cái luật biểu tình thì mới được biểu tình. Thì thưa với quý vị, những cái điều như vậy đó, ngày hôm nay chúng tôi cũng xin thưa với quý vị một lần nữa rằng dù rằng cái bãi tư chính nó là một cái nơi có thể là tạm lắng ở trong cái lúc này đó, nhưng mà ở nơi đó thưa với quý vị nó vẫn còn dầu mỏ, nó vẫn còn những cái
những cái hấp dẫn mà Trung Cộng sẽ không bao giờ bỏ. Mà bây giờ không bao giờ bỏ thì chúng ta cũng không phải là ngứa đầu gãi đó đâu. Chúng ta phải có một cái năng lực, chúng ta phải có một cái dự bị, chúng ta phải có một cái sự hy sinh thật sự để mà chúng ta có được một cái chống đỡ như là cái thành cổ loa hồi xưa vậy đó. Chứ còn không thể nào mà đợi cho cái tàu nó đến rồi mình mới đem quân qua mà mình chống lại nó thì cái chuyện đó đã rồi rồi. Mà chống cái gì? Thật sự mà nói, người Tàu họ mạnh lắm. Họ bỏ ra 575 tỷ đô la cho quốc phòng. Còn Việt Nam mình có 26, 27 tỷ thì làm cái gì? Thì thưa quý vị, nói như vậy để chúng ta thấy rằng mình không có một cái dự tính trước thì bây giờ mình phải lấy toàn dân. À, mình phải có một cái mà nó sợ chứ. À, nói vậy chứ Trung Cộng họ cũng sợ chứ. Họ sợ bởi vì họ bán hàng đồ cho thế giới không được. Khi mà tất cả toàn dân đều hê lên, cũng như quý vị thấy cái bài học rất là rõ ở Hồng Kông. Hồng Kông bao nhiêu triệu? 6 triệu. Mà 1.4 tỷ của Trung Cộng bây giờ cũng phải chấp nhận những cái yêu sách của Hồng Kông. Tại sao? Là bởi vì người dân. Tại sao chúng ta không học cái bài học đó? Do đó chúng tôi nghĩ rằng, thưa quý vị, nó đi, nó lại, thì Cộng sản Việt Nam cũng cần thiết phải thấy được cái điểm mạnh của mình. Chứ còn nếu không nữa, thì rồi hết bãi tư chính, đến một cái bãi nào khác, thì sao? Cái chuyện đó, mình có biết bao nhiêu cái bãi, mình biết bao nhiêu hòn đảo, thì Trung Cộng nó vẫn nhắm tới. Và đó là cái điều mà ngày hôm nay chúng tôi rất là mong quý vị phải nói như là Nguyễn Xuân Phúc, là cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. Điều đó là phải bắt đầu. Và nói đến bắt đầu thì nó cũng hơi muộn, nhưng mà chúng ta dù muộn còn hơi không. Đó là điều mà chúng tôi muốn gửi đến tâm tình của quý vị. Xin mời anh tóm tắt. Dạ, cảm ơn giáo sư Dũng. Thưa quý vị, trên một cái chuyên viên về cái quốc tế học của một cái trường đại học tên là Rajaratnam, trường đại học quốc tế học của tại Singapore, trong cái ban là an ninh biển, thì giáo sư Colin Cook nói như thế này: Hà Nội rõ ràng là muốn im, quần chúng đừng nói vấn đề này. Chủ trương Hà Nội là muốn cho quần chúng không nói vấn đề này. Và cái này là sai. Cái này như vậy là rơi vào kế Trung Cộng này. Trung Cộng làm theo điều Trung Cộng muốn. Tại sao dân không biết cái chuyện vận mệnh nước mình? Tại sao dân, người dân Việt Nam, người chủ, 95 triệu dân Việt Nam là người chủ của lãnh thổ Việt Nam. Đảng cái giai đoạn, một số cán bộ của đảng có thể khi biến động ôm tiền ôm của chạy ra ngoài quốc ở. Nhưng người dân nghèo chúng tôi chạy đâu? Họ vẫn bám trụ trên quê hương Việt Nam. Con cháu chúng ta, cháu chắc chúng ta vẫn bám trụ trên quê hương Việt Nam. Bây giờ cái thành phần đó là chủ nhân thật sự đất nước, anh bảo họ không muốn biết, không cho họ biết, thì anh cho ai biết? Kẻ thù không muốn cho dân dân Việt Nam biết vì sợ nhân dân Việt Nam đứng dậy. Trong khi anh làm theo ý muốn kẻ thù là anh là ai? Anh đang làm theo ý muốn kẻ thù thì anh là ai? Là đảng Cộng sản. Cho nên người ta nói anh là thái thú, không có gì trật. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cũng trên cái giáo sư Colin Cook này của trường đại học một quốc tế, của trường khoa ban giao quốc tế của Singapore, thì ông ta nói một câu cũng hay lắm. Ông Việt Nam đang tránh né cái gọi là chính sách ngoại giao to mồm, megaphone diplomacy, chính sách ngoại giao to mồm. Cái đó là cũng trật. Người ta bóp cổ anh, anh không từ dậy cứu được mà anh không được la nữa thì là sao? Thì anh chết thôi. Chỉ có chết thôi. Âm thầm lặng lẽ mà chết. Sờ mít lòng đến mức đó sao? Cho nên cả hai, chúng ta nghe ý kiến của một chuyên viên, trong một giáo sư của phân ban an ninh biển của trường đại học ngoại giao quốc tế của Singapore, ông ta nói ta đau lòng lắm. Là thứ nhất là bóp miệng dân đen, bóp miệng cái báo chí, bóp miệng cái truyền thông trong nước, không được nói. Cái lãnh thổ này này thua cái váy Ngọc Trinh. Biển Đông thua cái váy của Ngọc Trinh. Váy Ngọc Trinh đi ra tại ngoại quốc về, cả nước bàn, cả nước tán.
báo đài, radio, TV nói sùm, trong khi vận mệnh an nguy của dân tộc và đất nước thì không được nói tới. Cái váy của Ngọc Trinh lớn hơn lãnh thổ Việt Nam. Thứ hai, ai cho phép anh làm cái điều đó? Và chúng ta thấy cái thứ hai là theo đánh giá của giáo sư Cô là Hà Nội đang làm theo cái ý muốn của Trung Cộng. Thái thú. Ý muốn được. Giờ người ta, dân chúng nói anh là thái thú thì anh cho là dân chúng là phản động. Mà mình làm hành động của thái thú. Mà chúng ta thấy Hà Nội đang làm hành động thái thú. Thứ ba là bây giờ này, chúng ta yếu, địch to, dùng sức mạnh để đè chúng ta. Ta không tự lo được. Bây giờ là không cho dân con cái biết và không được quyền la nữa. Sợ cái ngoại giao to mồm. Làm sao? Thương thú thật, tôi không hiểu được Việt Nam đang làm giống gì trong cái ván cờ này. Cho nên vấn đề đặt lại cái đầu là đây là vấn đề của chúng ta. Ăn cắp thì ở mọi nơi, ăn cướp thì mọi nơi. Vấn đề làm sao chống cướp và chống ăn cắp, đó là bổn phận của chúng ta. Dạ vâng, xin rất là cảm ơn. Đúng vậy, cảm ơn anh, chúc anh sức khỏe.